Dạ vâng, em Hải xin chào các bác ạ. Có bác nào mà đang dự trù cho mình tài chính khoảng tầm 3 triệu đổ xuống để đầu tư những bộ micro không dây hát karaoke gia đình thì các bác hãy tham khảo ngay cho em bộ mic trong clip ngày hôm nay, thay vì các bác tham khảo những dòng xua nhái hay là những dòng mic không có thương hiệu thì các bác tham khảo ngay cho em bộ mic này. Đấy, biết đến bộ mic của thương hiệu DBLTIC và đây là hàng nhập khẩu chính hãng, chính ngạch, có COSQ chứng chỉ về chất lượng sản phẩm. Giá thành thì rất hợp lý cho các bác tham khảo với ghép gia đình. Thì sau sự thành công rất vang dội của mẫu mic 2023 là DB350 Plus thì 2024 nhà hãng đã đổi cái model 350 Plus lên cái model mới hiện tại, đó chính là DBK4000. Thì về cái phần nội thất thì nó không thay đổi gì. Đấy, chỉ có ngoại hình là nhà hãng đã thay đổi cái phần mặt này, rồi thay đổi tên sản phẩm này để cho cái đổi mới theo năm tháng. Thì 2024 thì bản này có model là DBK4000. Chất âm bộ mic này nó rất là hay, hay hơn các dòng xu nhái rất là nhiều các bạn ạ. Cực kỳ hay luôn trong cái tầm tiền. Đấy. Thiết kế của bộ micro không dây K4000 này thì thiết kế là mặt phay nhôm màu đen. Đấy. Và đây là các phím tinh chỉnh này, to nhỏ này, đổi tần số, dò sóng sạch, đấy, setup lại tần số sóng. Đấy, tính năng thì có dò sóng sạch này, tự ngắt, gia tốc, rất nhiều tính năng quan trọng đúng không ạ? Màn hình hiển thị nước nguồn đây, nhìn các bác thấy không? Nhìn bộ mic này nó rất là sang trọng. Hàng chính hãng có tem để trích mã và kích hoạt bảo hành. Ở phía sau thì giống bao bộ mic khác cũng là nước nguồn vào, điện là 12V thì nó sẽ cục nguồn chuyển đổi từ 220 và hai dấu sóng và hai rắc cắm kết nối hai mic riêng biệt bằng rắc Canon và một rắc mono và 6 ly. Phụ kiện đi kèm này các bạn, có pin này, có dâu sóng, rồi là chống lăn, nguồn, kết nối 6 ly. Cả bộ mic này đã đủ đầy đủ phụ kiện hết rồi, các bác không phải bỏ ra tiền để mua phụ kiện gì nữa. Đấy, đây là tay mic này các bác này, cầm nó rất là đẹp này. Đấy, tay này là vỏ đến sơn màu xanh rêu. Đấy, sơn này trơn chống xước, chống nước thôi nhé. Chóp mic cũng thế, là chống nước này. Đấy, các bác yên tâm là hát nó không bị dỉ chóp mic đâu. Đấy, những dòng lòng mic nhái là khi mà dính nước chúng ta hát, nước bọt bắn vào nó dễ bị dỉ. Nhưng dòng này là nano chống nước, các bạn yên tâm. Đấy. Thì đây là một phiên bản mới của nhà hãng DBLTIC, nhưng thực ra thì nó là cái đổi tên của bản 350 Plus các bạn. Đấy. Các bác nào dùng cái bộ mic 350 Plus thì có thể biết là chất âm nó rất là hay, tiếng mic dày, độ bắt mic cao, mic nó rất là trong và sạch sẽ. Thì đây là sản phẩm chính hãng của DBLTIC, thời gian bảo hành lên tới 2 năm và được đổi mới trong vòng 3 tháng đầu nếu có bất kỳ lỗi kỹ thuật gì. Và sản phẩm mới này hiện tại đang được bán tại các cơ sở là với giá là 2.800.000. Thì hôm nay em lên clip này sẽ có một chương trình đeo khuyến mãi dành cho các bác. Các bác mua bộ mic này giá 2.800.000 và sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc đồng bộ của DBLTIC trị giá 350.000. Nếu các bác có pin sạc rồi thì em sẽ trừ tiền đi cho các bác nhé. Bộ mic DBK4000. Ok, bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của bộ micro không dây DBK4000 này. Xin mời các bác cùng theo dõi ạ. Chỉ có lúc nào em giờ lòng anh không, để thương suốt cả ngày em giờ giờ khi xa nhau đến ngàn vàng dặm dặm dần chẳng có. Bye.
sang anh nghe câu dân ca dần dần mà thương sao mà xa xỉ ôi câu ca năm năm tình năm năm nhớ có lúc nào anh hay dần suốt cả ngày em giờ khi xa nhau đến ngã vàng dặm 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 chẳng có mà thương dầu dầu dài thêm em hay em nhớ đêm dần dần mà thương chảy trong em mà dần dần để gì đã có em chỉ tìm thấy ở anh thôi một nắng mai xuống đổi trời đạp đất bao vất vả tay em ló lên bao đổi thay anh chưa thể hiểu ôi câu ca dần dần mà thương ta lại đi khắp mọi nẻo đường mà câu ca và tình yêu đậm nồng khi chờ gió anh vẫn vần vần bơi dần rồi cũng chỉ để vừa rồi thì được ạ. Vừa rồi thì anh chị vừa đang trải nghiệm tham khảo một bộ dàn karaoke kết hợp của đồng bộ DBLTIC và đôi loa bãi DAE thương hiệu của USA, bass lavi cực kỳ chất. Thì chiếc đẩy này là 500W B2500, mạch LH tín rất là sáng. Đây là chiếc vang số cao cấp nhất hiện tại trên thị trường, vang cơ lai số cao cấp nhất hiện tại thị trường của DBLTIC KM350 Pro V2 và một bộ micro không dây, hai tay mic hát rất là nhẹ của DBLTIC K4000, đôi loa DAE, một đôi loa rất là đẹp, hàng bãi, đẹp đến 98-99% các bạn. Tổng combo này nó chỉ khoảng tầm là trên 18 triệu đồng một chút thôi các bạn. Ok, em Hải xin chào các bác nhé.